Lời Chúa theo Thánh Mát-cô, chương 6, câu 17 đến câu 29. Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gioan và muốn giết ông, nhưng không được. Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Ga-li-lê. Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái, con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Cô gái đi ra hỏi mẹ, con nên xin gì đây? Mẹ cô nói, đầu Gioan tẩy giả. Lập tức cô vội trở vào, đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban cho con cái đầu ông Gioan tẩy giả đặt trên mâm. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên ông không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Các bạn thân mến, tin mừng theo Thánh Mát-cô hôm nay trình bày cho chúng ta về sự hèn nhát của vua Hê-rô-đê và sự toan tính của người vợ loạn luân Hê-rô-đi-a. Chính sự hèn nhát và mưu mô của cả hai đã gây nên cái chết đau thương cho Gioan tẩy giả. Phần Gioan, chỉ vì sống cho chân lý và bảo vệ sự thanh sạch trong lối sống gia đình, nên ông đã bị chảm huyết. Hê-rô-đê đã hèn nhát chỉ vì một lời hứa quậy với ái nữ của bà Hê-rô-đi-a. Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho. Nghe vua thề hứa với một kỹ nữ, chúng ta có thể thấy Hê-rô-đê thật hào phóng. Không biết ông có dám thực sự làm điều ấy nếu như người kỹ nữ xin ông chia cho cô ấy một nửa vương quốc như ông hứa hay không. Nhưng chúng ta có thể khẳng định đó chỉ là một lời hứa quậy khi trà dư tửu hậu. Quả thế, khi người kỹ nữ xin vua cho cô gái cái đầu ông Gioan tẩy giả, thì vua buồn. Vua buồn vì vua rất quý trọng Gioan tẩy giả, một con người đầy cương trực trong cách sống và lời giảng dạy. Thế nhưng vì sợ mất mặt với thượng khách, nên ông đã ra lệnh chém đầu Gioan. Thật là một thái độ hèn nhát của một vị vua tồi. Phần Hê-rô-đi-a, bà đã là vợ của tiểu vương Phi-líp-phê, anh của Hê-rô-đê. Cuộc hôn nhân của bà và Hê-rô-đê bị cấm theo luật Do Thái. Do đó, Gioan đã không ngừng lên án hành vi vô luân này. Vì thế, Hê-rô-đi-a tức giận và tìm cách loại trừ Gioan. Như vậy, nhân sự hứa quậy của Hê-rô-đê, bà đã nhờ con gái xin điều bà mong muốn. Bà đã đạt được mục đích là loại bỏ Gioan khỏi cuộc đời này. Ngày nay, vẫn còn biết bao con người vì lối sống ích kỷ và lăng loàn mà gây ra bao đau khổ cho người khác. Nhưng cũng không thiếu những con người như Gioan vì đấu tranh và bảo vệ cho chân lý, cho sự công bằng, cho lẽ phải và đón nhận sự ngược đãi, tù đày và cả cái chết. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết loại bỏ những toan tính bất chính, để con không gây nên đau khổ cho người khác. Xin Chúa cũng ban ơn để con biết noi gương Thánh Gioan
mà sống cho lẽ phải và sự thật. Amen.